Ngon con. Hôm nay biết ăn gì vậy? Con ăn món gì vậy? Có ăn món mì xào cà chua với gà. À vậy hả? Con biết mì đó là mì gì không? Sợi mì gì không? Sợi mì Ý. Con xoắn cái sợi mì và nỉ cái cho nên nó gọn gàng rồi ăn. Cái sợi mì ý này y chang cái sợi mì nó ở ở đâu ta? Mì udon ở trong mì của Nhật á hả? Không, nó ở trong cái quán gì á, Đúng rồi, mì đó đó con. giống vậy nhưng mà nó khác hơn.